Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, con được Chúa, được ba ơn của Chúa. Dạ, thứ nhất là con bị thai ngoài tử cung mà con không biết. Xong rồi con mới đau bụng 2 ngày, ngày thứ 3 là con bị đi cấp cứu. Và sau đó là bác sĩ lắc đầu, là bác sĩ bảo là nếu như những người bị thai ngoài tử cung ấy là bà vỡ là chết. Mà con vỡ ở nhà rồi con mới đi. Xong rồi Chúa đã, bác sĩ đang hội chẩn thì con mới nhìn lên trên cửa, con nhìn thấy cái tượng Chúa. Con mới nói là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Rồi ở ngoài cha chồng con nhắn tin cho cha và cha đã nhận lời và con được Chúa cứu sống. Ơn thứ hai. Và ơn thứ hai là chồng con bị lao phổi năm 2014 và chồng con xuống đây cha đặt tay và cũng cầu nguyện Chúa, Chúa chữa lành với anh bị thoát vị địa đệm mà các đốt sống thì bị, bao nhiêu đốt sống thì bị hết cha. Và xuống bác sĩ bảo là nhìn cái em trai bảo Chúa chữa cho anh chứ ai chữa được, người ta bị như vậy là người ta bị liệt hết rồi. Và con tạ ơn Chúa. Và ơn thứ ba là bé con bị 10 năm mà bé cứ bị ngứa mũi, đi khắp bệnh viện Đông Tây Nam bác không khỏi. Xong con mới dắt bé xuống đây là cha đặt tay cầu nguyện là cho bé con, là Chúa cũng đã chữa lành. Con cảm ơn cha và tạ ơn cộng đồng. Nhờ đâu mà con biết giáo điểm, tin mừng con đến đây để chồng con được chữa và con của con được chữa, tức là cả gia đình được tràn đầy ơn phúc của Chúa. Dạ, con được nghe qua cái đài của cha, chị chồng con mua giùm cho chồng con. Xong về con nghe, mới đầu con cũng nghe, con cũng khô khan lắm, con nghe nhức đầu. Nhưng mà giờ con lại dành chồng con nghe luôn rồi. Con sáng nghe, tối nghe. Và con, chồng con dắt con xuống đây. Con đi lần đây là lần thứ 9 rồi cha. Dạ, con là đạo theo 11 năm rồi. Và con ở tại Tây Sơn, Bình Định. Hiện tại thì con đang ở giáo xứ Thạch An, giáo phận Xuân Lộc ở Đồng Nai ạ. Hallelujah! Mà mẹ Isabel nói với mẹ rằng là phúc cho bà. Bà là người có phúc vì tin rằng mọi điều Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Chúng ta là người có phúc vì chúng ta tin rằng mọi điều Chúa nói nơi nhật ký lòng thương xót của thánh nữ Faustina đều được thực hiện, và điều đó đang thực hiện ngày hôm nay. Những người đau bệnh được chữa lành đây, thưa anh chị em, là những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Nhà cái máy con đã còn nghe được không? Con có máy còn nghe, nhưng mà con xin cha về con cho cái cô đấy ngoại đạo, cô ngồi sẽ lăng 2 tháng rồi ạ. Vâng, chị làm công việc của mẹ Maria là đem Chúa đến cho người khác, đặc biệt là cho người ngoại đạo, đặc biệt là cho những người đau bệnh. Đây là việc mà chị làm như mẹ Maria, là đem lòng thương xót Chúa qua cái máy 300 bài giảng này cho người ngoại đạo mà bị bệnh ngồi trên xe lăn. Ước mong tất cả anh chị em chúng ta, những người hiện diện nơi đây cũng như anh chị em đang nghe trực tiếp hoặc theo dõi những bài giảng hàng ngày, hãy làm công việc này. Đấy là như mẹ Maria đem lòng thương xót Chúa đến cho những người khác, nhất là những người đau bệnh, những bệnh nhân và những người tội lỗi, là những tội nhân đối tượng của lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con. Con là người đạo theo nhưng con rất tín thác vào Chúa. Và con biết dùng lời gì để tôn vinh Chúa. Con chỉ biết nói là Thiên Chúa là tất cả, là không vất vả uổng công nếu không có Chúa. Con xin hết ạ. Thiên Chúa là tất cả, vất vả uổng công nếu không có Chúa. Nghe lại, đây là một người tân tòng, một người mới theo Chúa mà làm xác tín. Thiên Chúa là, giơ cao cái quạt lên, Thiên Chúa là vất vả uổng không uổng công nếu không, Thiên Chúa là vất vả uổng công nếu không. Chúng ta thấy hôm qua một cái cô mà